là một trong những cái tên đang viết tiếp những trang sử mới cho gia tộc cải lương danh tiếng Minh Tơ. Nghệ sĩ Quế Trân luôn ý thức được trách nhiệm trong từng quyết định, sự lựa chọn của mình. Cải lương đang đi qua thời điểm nhiều khó khăn nhưng Quế Trân vẫn luôn nuôi trong mình sự lạc quan, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Và trong tương lai đó, khi sự nghiệp đã có những dấu mốc nhất định, Quế Trân cũng nghĩ về hạnh phúc cho riêng mình thật nhỏ nhoi như bao cô gái ngoài kia. Nghệ sĩ quê chân, trước giờ tôi vẫn chủ động được mọi thứ. Việc ca hát, tôi có lịch và chủ động nhận lời mời phù hợp với quỹ thời gian mình có. Còn việc họp hành cũng có những kỳ nhất định, trong đó, cải lương, chuyện làm nghề vẫn có sự ưu tiên hàng đầu. Đó là đam mê, hơn nữa còn là nghề cha truyền con nối mà tôi phải giữ gìn tôi vẫn rất tham và muốn làm việc hơn hết tôi vẫn mong sẽ tiếp tục có được những vai diễn cải lương ấn tượng để nối dài con đường của gia tộc khán giả biết và yêu mến tôi qua cải lương vì thế tôi sẽ luôn cố gắng để làm sáng nghề hơn nữa tôi chưa bao giờ ngừng mơ ước sân khấu sẽ luôn sáng đèn những vở cải lương sẽ luôn được khán giả đón nhận truyền hình hiện tại cũng là phương tiện để giới thiệu cải lương đến với khán giả tôi cho rằng bất kỳ kênh phương tiện nào cũng có giá trị để góp phần quảng bá cải lương thời gian qua sân khấu có sự khởi sắc ngoài nhà hát cải lương trần hữu trang thì các sân khấu xã hội hóa cũng không kém cạnh bán vé tốt có lượng khán giả ổn định các sân khấu cũng có khán giả ruột nếu duy trì được việc này tôi nghĩ chúng ta cũng không nên quá bi quan. Bên cạnh những vở diễn phục dựng, các sân khấu cũng đầu tư cho những vở mới. Trong năm 2019 tôi có vai nàng út trong chuyện tình khâu vai, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trước khi diễn, chúng tôi có chuyến đi thực tế ở Hà Giang để trải nghiệm. Chúng tôi sưu tập những hiện vật ở đó để trưng bày, phục vụ cho sân khấu. Ngoài ra, yếu tố truyền thông cũng được chú trọng hơn. Ít nhất, cải lương ở thì hiện tại đã có sự bắt nhịp kịp thời với xu hướng hiện tại. Mỗi thời, cải lương sẽ tiếp cận khán giả theo một phương thức khác nhau. Sau game show, khán giả lại đang có dấu hiệu trở về với sân khấu truyền thống. Ngay thời điểm này, cần nhất là việc đầu tư sản phẩm chất lượng để có thể níu chân được khán giả. Năm 1999, khi tôi bắt đầu đến với sân khấu cải lương đã có những dấu hiệu đi xuống tôi cũng có cảm giác như các bạn trẻ bây giờ tôi lo lắng và từng ước giá như mình sinh sớm hơn vài năm nữa tôi cũng trải qua một thời gian chật vật mới tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình nhưng sau này khi nghĩ lại tôi lại thấy còn may mắn khi thời điểm đó khán giả còn mến còn yêu cải lương còn đón nhận nghệ sĩ trẻ Năm 18 tuổi, tôi đoạt giải thưởng Trần Hữu Trang. Chương trình này được truyền hình trực tiếp. Thời điểm đó, chưa có nhiều chương trình như thế, cũng chưa có nhiều loại hình giải trí mới như hiện tại nên đêm trao giải đó rất được mong chờ. Sau đó, tôi được mọi người biết đến Phạm Vi rộng rãi. Có những điều chúng ta mong muốn nhưng không phải lúc nào cơ hội cũng đến. Đôi lúc, nghề cần có duyên và sự may mắn tôi không có sự trình mảng hay cơ hội đến mà không làm chỉ một điều rằng tôi luôn có sự đắn đo suy xét kỹ trước mọi quyết định hiện tại tôi không còn như trước có thể trải nghiệm thử hết mọi thứ tôi lo một lựa chọn sai có thể khiến khán giả cảm thấy không hài lòng đẹp và thông minh đều cần nhưng rõ ràng một người có tính cách rõ ràng thông minh sắc xảo luôn dễ dàng thu hút người đối diện những điều đó giúp họ tạo được dấu ấn khó phai chứ không chỉ thoáng qua như diện mạo bên ngoài vẻ đẹp trí tuệ lâu bền hơn tôi cảm thấy thoải mái lắm tôi không có áp lực từ gia đình người thân về việc lấy chồng nên cũng không có động lực cha mẹ luôn ủng hộ tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên nhiều lúc Ông bà cũng sợ tôi vội vàng mà chọn nhầm bến đỗ. Vì thế, nhiều lúc tôi chỉ muốn sống bên cạnh gia đình mà thôi. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã 38 tuổi nhưng cô vẫn chưa có tổ ấm riêng. Trong một bài phỏng vấn trước đây, Quế Trân cũng từng tiết lộ chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên. Hiện tại cô cũng có những người bạn để chia sẻ nhưng chưa đến mức yêu thương. Gia đình cũng không hối thúc nên cô không cảm thấy áp lực, cũng không có động lực để lấy chồng. Không có động lực, áp lực chuyện lấy chồng. Quế chân cũng không có suy nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân vì vẫn muốn dành nhiều thời gian để duy trì, phát triển đam mê cải lương. Nhưng từ sau khi bố ruột cô Thanh Tòng qua đời vào năm 2016, nữ nghệ sĩ tập trung dành phần lớn thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cô cũng hạn chế một số chương trình biểu diễn, chỉ khi nào phù hợp mới tham gia. Thời điểm trước năm 2016, tôi thường đi diễn suốt dịp Tết nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình trong những ngày đầu năm. Từ khi cha tôi qua đời, mọi thứ thật sự khủng khiếp. Tôi nhớ không khí Tết những ngày còn cha, ông rất kỹ tính trong việc trang trí nhà cửa, cúng kiến, lễ nghi không khí nhà lúc nào cũng ấm cúng, nhưng năm đó gia đình luôn rơi vào trạng thái trông chênh. Ba mẹ con ôm nhau mà khóc nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Đó là cái Tết mà tôi không thấy không khí mùa xuân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.